Bây giờ là đi ăn lẩu bò với lại dì chất nha quý vị. Ở cái quán lẩu bò này bán ăn cũng rất là ngon mà giá bình dân. Thì mấy tháng trước cũng hay ghé qua đây ăn chung với lại dì chất. Không mà không có đâu qua đây đâu. Ủa gì? Ủa gì chết nhớ như là cái quán này lúc trước mình cũng ăn hoài phải không chứ? Quán này là quán gì chứ giới thiệu nha mọi người. Ăn dở thì tiếng gì chứ nha. Địa chỉ là số 79 Hồ Đi Kỳ. Ông quán này ăn ngon ăn rồi. Quán này toàn mấy người. Ăn rồi. Trước ăn với toàn rồi đúng như chứ toàn với vv giấc này từ cái gì chứ ở đây qua từ gì chứ để ớt đi coi ai ăn ăn này cho ông bút đi đi ai chứ uống bia nha chứ này chỉ uống lon bia luôn nha em 10 lon coca đi chị ơi lại đi mà nhìn tao hoài à ờ đẹp phải nhìn đúng rồi. Thôi nó bán cái gì sao bây giờ sao nó bán cái gì nữa nha. Đây bán có đúng cái này lên đi đúng rồi xin phải ngồi bệnh gì chứ đúng rồi xin trái ừ. Nội đây cũng quạt là lấy đủ thường tôi đi riêng con không phải ngồi ấy đâu, con ngồi riêng luôn. Chúng này má. Kém mày đâu? Có giờ con không? Cái gì? Những dê nướng ăn không? Nó dở ăn được. Nó nghèo. Nó dê mà. Không có dở, con ăn gì ăn thôi. Nói chung là con ít ăn lắm nha, con ăn được rồi. Muốn ăn cái gì ăn? Con ăn rồi đó, kêu đủ 4 người thôi. Ủa nắng rồi, ăn rồi hả? Ờ, ăn rồi. Muốn ăn nhấp nhé mấy đũa đi chứ. Từ từ gì chứ, đừng có nóng gì chứ. Cái này là cái này là cái lẩu này lẩu lớn hay lẩu nhỏ này? Lấy đâu đủ ở đây. Thiếu gì rồi. Lẩu này nhiêu tiền chứ biết không? Chết. Rồi lặt dao nè. Có biết cái lẩu này bao nhiêu tiền không? Ủa chị không có mì hả chị? Chị chứ ơi. Lẩu này nhiêu cái gì chứ? 300. 300 mà. 500 mà cái nó vướng rồi. Cái luôn. Cái áo cái gì ra vậy? Rồi, lặt dao vô nhà tay dứt ơi chưa soi dứt bỏ dao vô chứ. Dao mà. Đầu đi. Tôi thấy con dao này mà kỳ quá à. Chút bỏ vô, bỏ vô. Này là lát mình ăn xong rồi mới bớt đi vô. Từ từ chưa chín mà trời chưa thôi mà giúp lấy đủ ai làm cho đó quá nó làm từ từ gì chứ làm gì mà gấp cái gì chứ lấy cái đũa cái đồng cái tay nữa ba này ăn ba thì thôi mùn rồi chín lắm tôi là máu khoái rồi là mùn nè tôi toàn là ăn mùn không đứa má chén vô thẳng đầu nếu cái chén vô kêu giữ cái chén nữa cái gì ăn hành vô dâm chuyến này về chắc chịu thế nào chưa tôi đi bao rồi tôi bao bạn tôi đi bao cả ăn lẩu dê lẩu bò đó trời mở nút cho nó bật quần lên đi cái lửa cao lửa cao rồi lửa cao rồi chứ em có chén nghe chị ơi không gì chết được phải xấu cái nó tối mà bố mà chờ nó chắc chết với nó. Nó mốt đi đảo đi dậu lo cho bả. Con cũng cảm ơn gì chứ khi đi ăn lẩu bò vẫn nhớ đến con vẫn gọi tên con. Chị con chị cho xin thêm mấy cái đồng hành. Trời ăn đồng hành chi hoài vậy ba dâm lắm vậy. Nè bía là cái này nè bà. Phải là mía. Mía chứ bía gì? Là mía. Chào bôm gì gì đi hỏi mất công bôm lần thứ hai
đầu tới nguồn. Để qua cái dậu. Từ từ đi tiếp đi. Giá này mà lẩu xong rồi mọi người ơi. Chưa có xôi gì chứ, mở cho tùm lum vô. Có bỏ miếng này vô không? Lẩu. Có bỏ miếng này vô đó không? Chứ cứ từ từ. Thôi má, ngán lắm, ăn mì nó ngán. Mà giờ tùy vô. Chưa có xôi mà nó bị bỏ vô. Để chín giữa đi. Nó nắp, nắp lại là nó chín cho nó. Rồi nó chào mà. Đủ rồi, giống như nó siêu quẹo rồi. Thôi lấy cái đồng cái tay mày. Cho mấy cái căng rộng đi chị. Chị có trà đá không chị ạ? À, ăn hành lá này cho. Mày nó lụt quá. Đông lắm má, có đâu. Cái kia ngủ, chị dậy sớm rồi. Đứa bài bỏ đũa lên được không? Để cho nó sôi đi, nó chín đi chứ. Thôi em thì lấy bình ga lớn vô đi má ơi. Chờ mà. Đây. Bỏ ở đây. Thôi được rồi, tại vì chiếc phải nóng. Bỏ ở đây. Bếp ga nó không đầy đủ. Nữ không báo nó già đi má, ăn trước đó đi. Cái này mau chín lắm, bỏ vô nó mềm liền à. Cái này đã nhiều quá rồi đó. Cái này tàu ký gì, gọi đi. Đậu ki. Đậu ki này nấu đồ chai cũng được nè. Mới 12 rồi mấy má bắt chai sớm quá, mình làm mới tốt. Có đâu nghe tôi giới thiệu không, mấy em muốn trà sữa nằm viện 15 em rồi nè, trà sữa về trà lắc nữa giờ chỉ gì biết không gì nữa ăn cả năm rồi sống bà cũng ăn mẹ nó má cùng má nấu bị cùng má không có bị cùng mà tôi ăn gì chứ đừng có sơ nữa để cho nó nóng nữa. Ví dụ với số cho bà 20 nên bà cũng đi ăn. Bà gặp bà Trừng là bà dùng nha. Bà nói má đổi ăn phở đi má. Đổi nghề này qua đây. Cái này cái này có dứt trong đây rồi. Cái này qua đây. Thôi bỏ đây đi. Dắt cho được à. Thôi dứt ăn hay dắt mày luôn. Cái này chứ đừng có sớ nữa. Nó cho nó có cái độ nóng nó mau sôi. Thôi tôi đang làm cái củ khoai môn tao nè. Thì bây giờ chứ để cho nó sôi nó mới mềm củ khoai môn chứ. Cứ sơ lên hoài sao nó sôi được. Bỏ hối quá trời. Bỏ không kịp cái gì giấc luôn á, thiệt luôn á. Ăn phở đi má, trụng trước đi. Khoai môn cũng rồi nè. Quả ra, lấy ra, lấy ra. Chưa, có mày em, bà nghe lời ăn nữa hả? Khoai môn chín rồi đó. Khoai môn chín rồi. Chín trước rồi. Khoai môn chín trước rồi. Ai để khoai môn để cho khách ăn mình chỉ chín chưa chín mà. Thôi xong rồi chị cho dĩa. Chị cho bà thêm dĩa khoai môn đi cho bà ăn cho đã. Ừ có đâu nha, bà nghe lời. Chứ cho dĩa khoai môn thì chưa chín mày chứ. Chín rồi bà này khổ quá. Nó khổ chứ con này ghê chắc con đặt nó chết quá. Chín rồi bà lo ăn bên bà đây. Nước xong bà mất chiến. Bà mở ra coi. Để đủ gì quý quá nữa cho hai bà chứ. Thôi thôi đi uống đi. Cho bà già công. Chín giờ ta đang phải trên bụng bà cạo trên bụng. Ăn trà đá đi. Trời dẫu lắm. Đũa con má, trả đũa đi. Không mì đừng có chín quá ăn nó mất ngon. Mì ta vậy ta ăn ta biết đi với con nè. Còn thiếu nấm thôi. Nấm đây, với dao một tờ. Đâu lấy đũa ra cho múc nước đi chứ kìa. Mình rồi. Ít nước rồi. Mình lịch sự đi, mình đừng có lấy đũa, mình dạo chung vô khó ăn lắm. Dạo một tờ rồi. Mày lấy thì mày đổ mới này để đó ai có ăn gì đó gấp ra chứ đừng có dạo đổ. Trời ơi đi, gấp nấm hoài mày biết không có gấp. Đồ cây nè, để đây nè, ai có ăn gì gấp chứ đừng có dạo đổ chung vô. Bóp bánh tráng vô đi. Mẹ ơi, mẹ nào cần cho cả nó cũng có mùi mà. Có mùi để dạ một. Để cho bà chết kìa, bà học vô sản lắm á. Trời ơi. Bà học vô rồi, bà học vô rồi đó. Học vô mình ăn cũng ngon miệng. Chưa ăn không biết rồi nhưng mà cái học cho rồi thì nó sập vô cho bỏ tay nó cho con. Thì múc cho nó đi, trời ơi nấu dấn kêu bà múc múc cho nó đi. Má bán cái gì con giấy cũng có phần này không mà tao chịu nổi. Cái dĩa mì nó đem. Ôi con mì đó, con mì đó. Con ăn gì? Mì bảo cứu đi, lát có tui ăn kêu ăn cơm gì à. Mặt lai vậy anh giúp. Có tiền tiêu tử á.
này chết rồi. Chuyến này mày chết đói thôi, hai ngày rồi. Thôi tao có dắt chất đi ăn đâu. Dắt chất đi ăn mỗi lần nào nó cũng có tiền hết trơn hay mệt. Mình trốn tiền mà nó có tiền rồi mà. Trời ơi, bò nó dai quá vậy trời. Mày phải ngon. Ồ, gì dai gì vậy? Mày, mày. Trời ơi chị. Để dưới đây. Mày mua ghét trên dịch vụ. Không ai luôn nghe sẵn ra. Tàu hủ kia nữa nè. Chết, mà cho ăn vô tao múc chân chết. Thôi luôn mà. Lúc vô này cái dưới mà chết đấy chết. Lấy món đi. Nếu có quay qua ngoài mình cho anh thì mã luôn đi chứ. Nếu cuối này cũng cho mã luôn đi, tụi ăn thôi. Cuối này luôn rồi. Cuối sống. Còn cuối dưới chính nó ghè đó, cuối này nè, chứ cuối mã luôn. Không, sống. Không. Chính là phải... Bỏ ti vô rồi. Bỏ cuối này đi lo đi. Cuối này đi mọi người ơi. Cuối này đi mọi người ơi. Rồi chứ. Tiền thì sống nè. Cái gì? Bà. Cái này sống hả? Làm gì á, cái đó là cái làm gì á. Nó hồng á, nghe tin nó sống không? Nên người ta nấu rồi, người ta mới bỏ vô đây, người ta mới múc bớt ra, người ta mới nổ. Kỳ á ngon. Nó là chiên anh nhạc. Không. Mình thấy có răng đem được da gì mà chiếc răng hồn này cũng đậm. Mình có răng đem lại mà. Đúng rồi nè. Ngon rồi dắt. Rồi cái cục này đi, cục gì vậy? Nóng. Thì chắc ăn móng được không? Được luôn hả? Ủa sao không thấy thịt đâu gì vậy? Lấy cục móng đi. Bị hô nha. Móng cái gì thôi. Nóng nè. Mày từ từ. Ăn được không mà lấy. Ăn chưa hết rồi mà la ông sầm đi vô chơi chắc. Ăn đi chỗ ơi. Cho miếng nước lẩu đi. Dạ. Cái chất mày la mày ăn đi chứ. Mày la quá chứ. Ai dạ.